Forum.vn sẽ vào uy tín hàng đầu Việt Nam với các beta game nhận được 10.000 Robux có cả danh mục random rare siêu xịn, ngại gì mà không vào Forum.vn. Hi, xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item, thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì cái tựa game này nó vừa mới update một cái vật phẩm limited mới nha các bạn. Thì nhiệm vụ của nó yêu cầu nó giống y nhiệm vụ của lần trước luôn các bạn. Là các bạn phải đi tìm 5 cái hộp quà. Thì 5 cái hộp quà đó nó sẽ spam ngẫu nhiên nha các bạn. Vị trí của 5 cái hộp quà đó thì nó giống y như cái video lần trước luôn. Thì nhưng mà cái mình nói ở đây á, là có nghĩa là mỗi bạn á, sẽ có mỗi cái nhiệm vụ nó khác nhau. Có nghĩa là bạn có bạn thì lấy ở cái chỗ này trước, nhưng mà có bạn sẽ lấy ở cái chỗ khác trước. Đấy, nó khác là nó khác ở đó thôi các bạn. Nhưng mà vị trí của những cái hộp quà nó vẫn nằm giống y như cái nhiệm vụ lần trước luôn. Thì tùy thôi các bạn. Các bạn vào các bạn đọc nhiệm vụ á, xong rồi nó bảo các bạn đi tới đâu á, thì các bạn đi tới chỗ đó là chắc chắn nó sẽ có nha các bạn. Vị trí thì các bạn có thể coi lại ở trong video này, hoặc là các bạn có thể tham khảo ở video trước của mình. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo. Thank you.